trong rất nhiều các cái loại kính macro khác nhau thì đây là một cái loại kính macro rất đặc biệt điều đặc biệt của nó chính là việc nó có khả năng thay đổi được khoảng lấy nét tung thì thay đổi được từ 10x đến 20x qua một cái vòng xoay trang bị một cái kẹp đa năng này để các bạn có thể sử dụng hầu hết các cái loại điện thoại thông thường hiện nay kẹp thì nhìn trông mảnh mai như thế này thôi nhưng mà nó có khả năng kẹp rất là chắc chắn nhé các bạn khi các bạn đã kẹp vào điện thoại một cách cân đối rồi thì các bạn có thể vặn cái ống kính này vào cái kẹp nhé. Mặc dù cái khoảng lấy nét của nó từ 1,5 cm đến 4,5 cm nhưng mà nó có một cái góc chụp rất là rộng. Trên ống kính thì có một cái vòng điều chỉnh cơ như thế này để cho các bạn có thể thay đổi được cái khoảng cách lấy nét cũng như là cái độ phóng đại từ 10x đến 20x. Theo đánh giá của mình thì độ sắc nét của nó rất là vượt trội. Khi mà chụp các cái chi tiết nhỏ và cận cảnh ở 10x và đây là 20x nha các bạn. Mặc dù khoảng lấy nét ngắn nhưng mà cái độ mở của ống kính này rất là tốt. Khi quay chụp bằng ống kính macro thì các bạn cố gắng để cho cái ánh sáng nó đầy đủ thì chúng ta chụp nó sẽ không bị mất chi tiết. Sản phẩm này mình nghĩ là sẽ phù hợp với rất là nhiều người với các ngành nghề khác nhau. Chi tiết thì các bạn kích ở góc trái màn hình nha.